Huyện Thanh Hóa tổ chức chương trình Tết Quân Dân Xuân Giáp Thìn năm 2024. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi như tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình tiêu biểu có con em đang tại ngũ, tặng mái ấm tình thương cho hội viên khó khăn về nhở. Trao tặng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, các hội đoàn thể trao tặng quà Tết cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí tổ chức các hoạt động hơn 300 triệu đồng. Ngoài ra, trong chương trình Tết Quân Dân Xuân Giáp Thìn năm 2024 còn có hoạt động hội diễn văn nghệ, hội thi gói bánh tét, chưng mâm ngũ quả cùng các trò chơi dân gian nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi Tết Nguyên Đán Giáp Thìn.